con đường này đúng không, nằm trên trục đường này, khu du lịch là có đôi tre của Tây Nam Tây Giang này, bên nào có khu du lịch bên nào lắm á, đi thẳng đường này luôn. Cái dự án này chưa tạm nhận, chưa nhìn và chưa biết nó được nào, hay chưa nhìn cái mặt bề của nó. Nhưng mà nếu mà em mua ở đây mà so với em mua đất ở đây mà em để chờ cho dự án nó lên và khi ông mua mua từ trước bắt đầu mua thời điểm này này, với thời điểm này em nói thời điểm này chỉ có ở trong này là nên mua này, tại vì nó khởi công luôn, thấy không? Khởi công giờ đất ra giờ anh đúng mà giống như đúng không? Ô lửa đó, ô cái lửa đó. Ở hết rồi. Nhưng mà vấn đề anh đang hỏi em ở đây là bác quan ở phía ngoài này đã bắt đầu cải công xanh từ đây xanh bị đến núi này, xanh bị đến núi này, ông là 800 mét đây núi đây núi đây núi đây cây thấp thôi núi đây đóng đây giống cái đồng hồ chụp kia nhá, mà có đóng cái đó là ông chủ tịch cho nó khu luôn nữa. Núi đây mọi người ơi, núi siêu dài, dễ dễ. Nè núi này, đẹp chưa? Đẹp xanh tươi, siêu xanh tươi. Xin chào nha. Đất nó nhiều thế nào? Tắt video đây. Thấy không? Mà tôi kể thì tưởng tượng tắt 10 tỷ đối với trên này. Mà ai kỳ đồ. Mình có thể nhìn to cho nó nhìn trên đó con suối. Hả? Người giỏi lắm mình làm này cũng nhận được cả con suối. À có vòng suối chứ. Không, 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 ngủ hành sơn này mẹ. Mấy cái nấm người đâu ấy. Giờ nó cũng có dễ bọn cái ngon này. Bà con tắt video.